Hello, đây Út có một cái trái sầu riêng khủng, sầu riêng heo nha. Thì cũng mới vừa cắt xuống các bạn. Thì trái này thì nó ra tự nhiên nha các bạn, nên không có giải phân xịt thuốc hay chăm sóc gì hết, nên nó bị úng nè các bạn, bị thúi hông nè các bạn thấy không? Bị thúi hông nè, nên phải cắt xuống để mình nhúng thuốc nha. Chứ mà cái trái này mà không nhúng thuốc, không xài thuốc, thuốc trái chính là không có ăn được đâu các bạn. Bởi thì thuốc đó thì nhiều người nghĩ là nó độc hại, nhưng mà thật chất là nó không có độc hại đâu các bạn, được được phép lưu hành nha, chứ không phải là thuốc Trung Quốc nha. Thuốc thì bán trên các đại lý, thì đại lý nào cũng có nha các bạn, nên bán rộng rãi đại trà, bán công khai chứ không có gì mà độc hại mà phải giấu giếm đâu, bạn cứ yên tâm nha. Nè các bạn thấy không, nó bị thúi hông nè, thúi học nè. Tá này nó rất là to nha, rất là khủng nha các bạn, rất là nặng nha, nặng dữ lắm nha các bạn. Để hồi đây có cái cân này, Út cân cho các bạn coi nha. Tại này thì nó khoảng bao nhiêu ký thì mình để cân nha các bạn. Cũng có tới sầu riêng bự thì muốn quay cho các bạn coi. Bạn nào mà nhà mà chưa có trồng sầu riêng này, các bạn coi tham khảo cho vui nha các bạn. Rồi, này bao nhiêu ký các bạn? Tới này là 12 ký nha các bạn. Thì tầm 12 ký, dạng heo 12 ký thì nó cũng cũng tầm trung đó các bạn, cũng không lớn lắm. Thì có nhiều trái thì nó lớn hơn như bạn, 15 17 ký cũng có nha. Cái này thì nó bị xương, nó bị lép học, nếu mà học nó vô đều á thì nó sẽ tầm 14 15 kg là bình thường nha các bạn. Đây. Thì cái sầu riêng Thái mà món thon của mình đó, nếu mà nó bị thúi hông thì nó rất là nguy hiểm các bạn. Khó ăn lắm, mà khó ăn nó lắm, tại vì nếu mà một khi nó bị thúi hông rồi mà các bạn đem xuống, các bạn đi vú, các bạn ép nó thì nó cũng tỷ lệ sượng cơm của nó rất là cao nha. Mình cũng hên xui thôi, chứ mình không có đảm bảo là cái cơm đó mình ăn được nha. Cái này thì cũng vậy, cũng hên xui, nhưng mà nếu mà hên á thì nó ăn được, nó không có bị sượng, bị thối bên trong. Thì cái hộc này nó rất là nhiều, cái muối nó rất là bự, là to nha các bạn. Ăn là đảm bảo các bạn là mệt nghỉ luôn. Còn nếu mà nó thối bên trong thì mình chịu thua thôi. Rồi thì video thì Út chú quay cho các bạn xem cho vui thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video, chào các bạn.